Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Duy Khải em ơi. Và sau một hôm Khải test setting quốc thì nó cũng có khá là nhiều ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm ở cái setting quốc này thì nó đạt cho cái con dạo đang của Khải là 80 chón 80 chậm, kèm với một cây lôi sát nồi công. Và đường thắng lôi thì được một món, và anh em cùng xem sơ qua. Đó nè. Đó, thì nó có cái ưu điểm nhược điểm. Ưu điểm là đạt được 80 chón 80 chậm, một món khăn lôi và một cây lôi sắc nội công. Ưu điểm là thêm được một món lôi sắc nội công. Đó. Xịt đồ thì khá ok. Nhưng mà lượng máu của nó tầm này thì tăng 195 sinh khí rồi. Mà máu có 1k8 và 1k9 thôi. Đó. Thì Khải không ưng cho lắm. Hôm nay thì vẫn có top 6 tấm kim ấy. Đó, đây là setting quốc. Đối với nó thì sẽ vô đồ xanh này thì thực sự setting quốc dành cho Jordan thì cũng chưa hợp lý cho lắm. Nếu có được gia truyền kháng cảm đẹp đẹp một chút thì may ra bù lại giống như một gia truyền cặp phong. Phòng thủ lý kháng tất cả kháng lôi thì may ra thì có thể xài xét đường quốc được, bù lại cho cái hướng kháng được. Thì vì xét đường quốc này thực sự là khá là đẹp nhưng mà lượng sinh lực khá là thấp nữa. Đó, cái nhược điểm của nó thì lại sinh lực rất là thấp. Trong khi đó thì bù lại này món này sinh lực ngập bội này đẹp ok, trên 100, nhận trên 100. Rồi dây nhận này cũng trên 100. Đó, tính ra trên 100 sinh lực nhưng mà lượng sinh lực khá là thấp. Chưa nói là cái này được cộng 200 nữa. Rồi đỡ một món kháng lôi là chỗ giá truyền anh em ơi. Nếu như Khải mang một món kháng lôi ở đây thì tương đương như là một giá truyền kháng tất cả 11 cộng với kháng lôi 11 nữa đi. Thì Khải sẽ được chỗ này kháng lôi chỉ được 27 mà thôi. Kháng lôi được 27, phòng thủ 52, kháng hàng 46, kháng hỏa được 59. Đó. Nếu mà như vậy được kháng hỏa được 59. Đó, ok chưa? Rồi. Bây giờ thì Khải sẽ chuyển về set hiệp cốt cho anh em xem. Xét hiệp cốt thì nó nhìn hơn chỗ nào và nó hơn xét định quốc chỗ nào và thua chỗ nào, em cùng xem sơ qua. Đây, trước mắt cho anh em xem cái vấn đề lúc này top tống kim này. Nói cho anh em xem luôn chứ vừa rồi đánh có top tống kim top 6 như nè, nhưng mà không ưng cho lắm. Lượng máu thấp quá, nhanh, rất là nhanh chết nè. Đây nè. Nên là Khải quyết định đổi. Đó. Vừa rồi thì top 6 tống kim ấy 104 mạng. Đó, với xét định quốc. Đó. Rồi, bây giờ Khải tải cho anh em xem. Bây giờ đỡ cái kiểu máu thóc hàng Khải cũng không thích. Rồi ok. Ở lần này thay đổi thì Khải có một thay đổi, đó là ở cái cây vũ khí nè. Cây vũ khí này lôi sát 128 kèm với 102 sinh lực. Thì bù đi sức lại thì dư được 33 điểm sinh khí. 33 điểm sinh khí thì Khải cộng vào nội công đi thì nó sẽ lên được cây vũ khí này tương đương là khoảng 161 lôi sát. Đó. Rồi coi như dòng sinh lực bỏ không có. Đó. Rồi. Tăng anh em xem nha. Nói với lại xét hiệp cốt của Khải thì Khải có những trang bị đồ xanh nắm mắt sinh lực rất là đẹp. Nên là Khải nghĩ là Khải nên dịch xét hiệp cốt là chuẩn hơn. Sau khi đòi đánh một hôm thì xét hiệp cốt ok hơn. Vô. Điểm tìm năng. Nón nè, áo nè, nhẫn nè. Giá chiều nè. Hương tây nè. Đau nè, hai lưng nè, dây nè, đó. Bỏ cái này vô, thừa. Đó, ok. Đây là set hiệp cốt. Tên lộn lại nè. Đây nè. Như nãy thì đó, tầm này chưa tăng sinh khí nè. Mày máu đã 1k7 hơn nè. Chưa tăng sinh khí nha đó. Chưa tăng sinh khí nha nè. Vẫn quay về sức đồ cũ rồi, sinh lực khá cao. Thủ lý 80 chậm, tính ra là 80 chậm nè. Đó, 80 chón nè. Khả năng phân vân là nên dùng 40 chậm, 80 chón kèm một món khăn lôi, hay là 80 chậm, 80 chón không mang khăn lôi. Đó, khả năng phân vân chỗ đó. Đó, nếu không mang khăn lôi, khăn lôi chỉ có 8 điểm thôi, thực sự là một cái khăn lôi rất là thấp. Thấy chưa? Khải đang phân vân chỗ đó. Rồi lúc này là Khải tăng sinh khí, chỗ này là 196, 195 đây cho anh em xem. Đó, thì nếu mà Khải tăng vô một chỗ này 195 thì mana máu của Khải lên được hơn gần 400 máu, không? Gần hơn 400 máu nè, thấy chưa? Gần 400 máu, thấy chưa? Ok chưa? Đó. Lần này thì Khải sẽ không tăng vào sinh khí nữa, bằng set hiệp cốt thì Khải sẽ tăng không tăng vào sinh khí nữa, Khải tăng full dam luôn. Rồi.
với cái kiếm như thế này thì cái đao như thế này thì Khải sẽ cố gắng lên thử được bao nhiêu lực tay. Nếu mà lên được 4 cân 5 thì nó lại quá ôi gì luôn. Thành cái điểm ơi. Đỡ mà nói chơi giỏ đao thì có hai hướng. Một là full đam, hai là full trâu. Đó, còn Khải tính theo, chắc là Khải đánh theo hướng full đam. Rồi Khải đi tống kim, kết mạng nhanh sướng. 26, đôi giày Khải đang 32. Khải sẽ thanh cái nó lên dần dần một tí. Rồi 32 kèm lên 33. Vì Khải lấy cái này ra nó sẽ bị thọt một điểm. Thì nó được 31. 31 của đôi giày này, 28 là chưa đủ. Thêm một điểm nó 33. Rồi chọn móc của đôi giày. Rồi tính tiếp nè. Chọn móc của đôi giày đúng không? Rồi mang này vô. 18 điểm. Hôm nay Khải cho tay mắt. Mắt tầm vọng luôn à. Tại vì tầm này Khải chơi full dam nên là lượng mana Khải khá là cao. Khải sẽ đẩy về hướng tầm vọng cho nó càng cao cho nó tốt mana. Rồi bây giờ lực tay là được 3k6, bước lên được 4k5 không đó, thấy chưa, lên được 4k5 này, 67, 4k3, cố gắng lên được 4k4 nha. 4k4 còn lại ít tinh máu hợp lý. 4k4, 4k lên được 4k3, bên này lên 4k5 không đó. Lần này Khải đã lực tay lên nha nè, 4k5, 4k3, một cái 4k5, một cái 4k3 là hợp lý luôn. Máu lên được K8 là được. Vẫn giữ như cũ mà lực tay lên em thôi. Này, ạc này chưa mắt tay vi kinh nha. Mắt tay vi kinh là khai khác nữa nè. Đó, máu K8, ok chưa. Đó, thêm được 150 đam nữa, em thấy ok chưa. Với set hiệp cốt này anh em thấy hiệu quả chưa. Khải không tăng sinh khí anh em hiểu chưa. Không tăng sinh khí đó, full đam. Em thấy chưa, không tăng sinh khí mà máu Khải vẫn đặt cho mình đó là 1.800, nó mất chỉ còn tầm 50 điểm sinh lực, mất 50 điểm ấy. Khải nghĩ là lúc nãy là 1.880, đã là 1.830 thì mất 50 điểm sinh lực. Nhưng mà bù lại cho mình là lúc nãy mình có 4.350 thôi, mình bù lại cho mình được 150 điểm đam vào cái lực tay trái cũng như lực tay phải luôn đó, ok chưa. Đó, full đam rồi, bù còn cái nhược điểm của nó thì nếu mà không mang khăn lôi thì khăn lôi Khải có 8 thôi. Đó là hiện tại bây giờ Khải đang có 80 chón 80 chậm. Đó, ok chưa, kèm một cây lôi sắc nội, một cái đao lôi sắc nội. Đó, ok chưa, đó là cái nhược điểm của nó. Còn cái ưu điểm là không có khăn lôi, khăn lôi hơi bị phèn. Còn bây giờ thì mang bỏ cái bao tay này ra, mang bao tay khăn lôi 26 vô thì khăn lôi sẽ có lên một chút. Đó. Rồi bắt đầu chúng ta làm lại. 54 732, 54 732. Rồi bắt đầu là giờ 40 chậm nha, vô khăn lôi 54 732. Rồi ui, này thì nó mất đi ít sinh lực, tại vì cái bao tay này không có sinh lực bao nhiêu. Này thằng đúng là 732 thì nó mới đặt mất của cái lực đam. Đó, ghê chưa. Máu còn hơn cặp 7 thôi. Mất đi 100 máu. Bao tay lên được 4.500. Thì hiện tại với set đồ này thì kháng lôi được 34. Đó, kháng hỏa được 38, phòng thủ 52, kháng hàng 68, khá là cao. Rồi chó thì vẫn 80 chó, 40 chậm, đó, mất đi một món 5 chậm thay vào món khăn lôi. Và vẫn là cái lôi sắc nội. Rồi, ok chưa. Này mình có đầu tư thêm một cái ấn khăn lôi nữa là đẹp rồi nè. Đó. Rồi, Khải nghĩ là chắc Khải mang như thế này Khải quýnh 40 chậm, 80 chó thôi, được Khải test trận tống kim. Nếu mà ổn thì vẫn giữ như thế này mà đánh thôi. Tại vì Khải thấy với cái thế trận tầm này giỏ đan khá nhiều, không mang khăn lôi là tôn. Còn làm chậm thì Khải nghĩ 40 là đủ đánh rồi nè. 40 làm chậm là Khải đủ đánh thì, tại vì tầm này chón khá, võ đan khá nhiều nên là ưu tiên 80 chó. Chậm thì hai món như thế này, phòng thủ lý và chậm như thế này Khải nghĩ là ok rồi.
người ta đánh mình cũng không chết một cái, không chết được, mình cũng kinh công mình chạy được nữa. Nên là người nghĩ bù vào món khăn lôi này 26 hợp lý. Rồi đó, bây giờ xuống đảo nè mời. Đó, lúc nãy được top 6 tống kim, được phi phong này, mang vô. Đó, ok chưa? Đó, vậy thôi. Cho vào ngay nè. Máu được K8, mất điện chấm máu. Mất điện chấm máu mà lên được mất điện chấm máu lên được 150 được tây, tương đương bù qua bù lại. Mà thử thôi. Này có chơi full dam anh em à. Full dam. Nên là cái máu mình nghĩ là một cặp 7, cặp 8 thì cũng ok rồi. Chơi như đại sư huynh đó, kháng lo cả 6 à. À đồ, vậy hả? Đại sư huynh kháng lo cả 6 rồi hả? Định quốc hả? Định quốc kháng không cao anh em ơi, định quốc khá là bình thường. Định quốc nếu mang định quốc thì kháng lôi có 26 thôi, khá là dưỡng. Định quốc hiệu ứng thôi, không có kháng nữa, không có kháng. Rồi, nói tầm này là kháng tầm trung nè. Ok chưa? Mỗi cái được 30. Chơi như đại dư hình luôn à. Hoặc là khô máu luôn, 80 chậm. Đó, kháng lôi vô đó kháng lách. Nó hai hướng vậy thôi. Ok. Theo anh em bảo chơi giống như đại dư hình khô máu luôn. Ok, thích khô máu thì chơi khô máu. Đó. Rồi. Khô máu luôn. Kháng lôi 18 thôi. Bỏ kháng tất cả ra, kháng lôi cả 8 điểm thôi. Đó. Kháng lôi cả 8 điểm thôi nha. Kháng lôi cả 8 điểm thôi. Rồi, mai kháng lách bù lách đánh cho anh em xem. 80 tròn 80 chậm nha. Đó. Kháng lôi 8 điểm thôi. Rồi. Lực tay 4.500. Đấy, lực tay lên được 150 lực tay. Ok chưa? Kiếm cái chuyện đẹp nhưng mà vấn đề là nó... Thực sự này kiếm cái chuyện đẹp thì ok. Nhưng mà không có cho chuyện đẹp. Đẹp nó là vấn đề nè. Không có cho chuyện đẹp, nó là vấn đề. Xe bên này hơi hiếm, chưa vẫn chưa ra cho chuyện nào đẹp. Ok, bỏ lôi luôn. Đó, rồi. Bạn kháng cả vô. Đó. Easy game luôn. Mai đánh 80 chón 80 chậm nha nè. Nếu không ổn thì Khả sẽ thay cái bao tay này ra, mang tay kháng lôi vô. Đó, tại vì tầm này thì kích được nè, kích được sức mạnh 100 nên là cái bao tay này có thể thay ra thay vào được. Cũng thích thì lên đảo thôi, tại vì lên đảo tầm này cũng rẻ. Đó, ok, xuống đảo nha. Đó, sau một hồi quyết định là như vậy đây. 80 chón 80 chậm. Quay về sẽ đồ cũ, không chơi kháng lôi luôn, mang quay lôi sắp. Đó. Thôi, anh đại sư hình chơi 120 chón 80 chậm. Đúng rồi, do mang xếp nhu tình em. Mang xếp nhu tình ở gia truyền nhu tình thì có dòng làm chậm 40, nên là được 120 chón 80 chậm chuẩn rồi. Không sao đâu. Hôm nay Khải đẩy mắt tỏ vòng vô ngã lên một chút thì Khải nghĩ ok đấy. Không sao đâu. 15. Hôm nay thì vẫn có tốt, nhưng mà Khải muốn đẩy về cái hướng đó là lên một xíu đam nữa em. Lúc nãy thì lực tay Khải có 4.200 thôi, và lần này Khải đẩy lên là 4.300 và 4.500. Đó, đẩy hơn 100 mấy lực tay nữa. Thấy cái này ra, cái này ra của cái này mượn nên là Khải trả lại nè. Nội công 700 thôi hả? Không, không sao đâu. Với 1.800 này đánh được nè. Hồi nãy đánh cũng 1.800 máu thôi nè. Lúc này đánh cũng 1.800 máu thôi. Này vẫn 1.800. Thôi cứ đợi test đi. 4.500 full dam. Nói chung là hôm nay đánh full dam. Ngày mai không ổn Khải sẽ tính tiếp là giảm dam lại. Dạ thôi. Không, cái này có 18 điểm. Ở cái dòng đồ này thì nó có ưu điểm là phòng thủ khá là cao nè. Phòng thủ Khải được 62, kháng hàng được 75. Còn mà mang xếp định quốc thì phòng thủ Khải chỉ có 25, kèm với giá trị 11 đi, phòng thủ chỉ có 3x thôi, khá là thấp. Đó, cái nhược điểm của xếp phôi xếp định quốc là kháng khá là thấp, phòng thủ không có, không bằng cũng không có, kháng lôi cũng không có bao nhiêu, mà bù lại được cái là kháng hỏa được hai món là được 4x ngang nhau. Nói chung lượng kháng hỏa tương đối, tại vì cũng hai món kháng hỏa thôi.
Rồi ok. Thôi được, khá được anh em ơi, tầm này khá được. Không sao đâu, mà test không ổn thì tính sâu nha nè. Đó. Rồi, xuống đảo thôi. Anh em xem video đừng quên trong like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đó. Còn nếu anh em thích thì có thể là gọi là giảm đam là như cũ. Giảm đam như cũ thì vẫn như cũ là 4.200. Rồi lại bù máu. Bù máu thì máu khả sẽ lên được 2.000 mấy. 2.400, máu khả 2.400 không biết đâu. Đó. Đó, ok chưa? Là 4.000 bằng 4.400 đi. Đó, rồi, được 118 máu. Rồi máu 2.100. Ok chưa? Đặc này chưa mát nè em ơi, khả chưa có tài tiền kinh đó, khả có tài tiền kinh nữa khác nè. Đó. Hay là vẫn giữ đam như cũ. Đúng rồi, nếu mà chơi đình quốc là phải nhẫn nha, chuyền này nó các kiểu phải đẹp. Thực sự là chưa đỡ đẹp để mà chơi đình quốc nè. Đó, ok chưa? Đó, theo anh em quyết định đó. Ok, bây giờ là Khai vẫn giữ cái đam như cũ là 4.200. Và Khai đẩy tròn chỗ này là 4.400. Và giữ lại lượng máu. Này tưởng đói chưa? Khai nghĩ tầm này thì mai đánh tống kim chứ cũng có top hay gì á. Nhưng mà lúc nãy Khai muốn là full đam hơn. Mà không sao, ok, test thôi. Không thích full đam thì mình lên máu một tí. Đó, tương đối luôn. Rồi xuống đảo nha nè. Đó, theo nhiều ý kiến của anh em thì Khải nghĩ một là full đam, hai là vừa đam vừa máu, tương tự như vậy. Ở cái hướng này là gọi là vừa đam vừa máu như nè. Đó, ok chưa? Còn Khải thích chơi khô máu sướng hơn, tại vì vô đó Khải gắn lắc mà. Đó, đó anh em ok chưa? Còn Khải thích chơi khô máu nè, trưởng phạt khô máu luôn, nhồi máu khô máu luôn. Đó, nhiều anh em là thích hướng khác, nói chung có hai hướng như vậy nè. Còn đó, những từ hướng tăng như Khải này á là hướng hai sinh khí, 8 nội công là gọi là hướng đam. Đó là gọi là hai sinh khí, 8 nội công. Còn lúc nãy mà full nội công là gọi là khô máu, full nội công, full đam luôn, không sinh khí. Đó. Ừ, ok nha, xuống đảo nha nè. Vô lách nữa cho châu châu một tí, chứ lúc này đánh với 1k8 máu thì cảm giác chết cũng khá là dữ á. Đỡ phải bọn ngựa. Ok, rồi hợp lý nha. Rồi, xuống đảo. Rồi, ok luôn. Không ổn thì mình tẩy lại nè. Không bao nhiêu đâu. Nó khá là rẻ tiền. Tẩy lại nó rẻ. Ok. Anh em đồng ý là ok thôi, không sao hết. Rồi, xuống. Rồi, đừng quên cho một like ủng hộ chơi nha em ơi. Đó.